Anh về rồi à? Anh đã ăn tối chưa ạ? Họp muộn quá nên anh cũng chưa ăn gì. Em buồn ngủ nên ngủ trước đi. Anh tự hâm nóng thức ăn là được rồi. Anh thay quần áo tắm rửa đi. Mấy việc này cứ để em là được. Không cần đâu, anh tự làm được. Em đi ngủ trước đi. Lần sau anh có về muộn thì em cứ ngủ trước đi, không phải đợi anh đâu. Dạ vâng ạ. Đi ngủ đi. Anh ngồi dậy uống thuốc đi ạ. Lần sau những chuyện như thế này em bảo giúp việc làm là được, không cần phải tự làm như vậy đâu. Em chỉ muốn làm gì đó tốt cho anh thôi. Em đừng tự ràng buộc chính mình có được không? Em thừa biết là chúng ta... Em biết anh cưới em là vì tâm nguyện của bố, nhưng mà dù sao bây giờ em đã là vợ của anh rồi, chăm sóc cho anh cũng là bổn phận của em mà. Em thừa biết chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cho nên em đừng lún sâu vào những thứ tình cảm không nên có. Em không làm gì quá bổn phận, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi. Tuyền à, anh đã hứa rằng một thời gian nữa chúng ta sẽ ly hôn. Anh không lỡ đánh mất thanh xuân của em, cho nên em đừng làm chúng ta khó xử nữa. Anh Văn Anh, hôm nay anh ốm, anh ngủ trên giường đi. Em trải chăn ngủ dưới đất cũng được ạ. Chị ạ. Ừ. Rót chị cốc nước. Dạ vâng. Nước của chị đây ạ? Ừ. Tuyền này, ngồi xuống chị nói chuyện. Dạ vâng ạ. Dạo này tập đoàn ABA làm ăn rất khó khăn. Phan Anh là chủ tịch, nó rất mệt mỏi. Em ở nhà không đi làm, không kiếm ra tiền, nên là không biết thứ gì ngoài kia cũng rất đắt đỏ. Làm vợ mà em không biết tiết kiệm thì sau này làm sao có thể giúp đỡ gì được cho chồng? Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Thôi, không cần đâu. Từ nay chi tiêu hàng tháng trong nhà do chị quản lý. Cần gì thì bảo chị đưa cho. Nhưng mà đây là tiền chi tiêu mà anh Phan Anh đưa cho em. Em cũng chi tiêu rất tiết kiệm, không tiêu gì cho bản thân. Sao vậy? Chị bảo em đưa tiền cho chị, em không chịu. Vậy em nghĩ chị cầm tiền của vợ chồng em để chị đút túi riêng à? Dạ không, em không có ý đó đâu ạ. Vậy tại sao em không được? Rõ ràng em coi chị là người ngoài, không tin tưởng chị, nghĩ chị muốn lấy tiền của vợ chồng em, đúng không? Dạ, em xin lỗi, em không có ý đó đâu ạ. Chỉ là việc giữ tiền và chi tiêu, không phải là việc nhẹ nhàng. Em sợ chị vất vả thôi ạ. Thật không? Đừng nghĩ là chị không biết. Em ở nhà không đi làm, ăn bám Phan Anh, nên là cũng muốn bỏ túi riêng một ít. Từ nay mọi chi tiêu trong gia đình này sẽ do chị quản lý, cần thì ngửa tay ra mà xin. Tuyên, là em phải không? Anh Long, lâu lắm rồi không gặp ạ. Sao dạo này trông em gầy thế? Anh nghe nói chồng em giàu có lắm cơ mà. Sao trông thảm thế này? Có gì đâu ạ. Anh ấy giàu là việc của anh ấy. Còn em lại thích sống giản dị hơn. Anh thấy em đang phải chịu thiệt thòi thì đúng hơn. Em không làm ra tiền, sống như thế này là tốt lắm rồi đấy ạ.
Quyên, em biết là anh thích em nhiều năm rồi. Anh chỉ mong em sẽ suy nghĩ lại và cho chúng ta một cơ hội. Anh không muốn nhìn thấy em sống thế này. Anh biết là em đang không hạnh phúc mà. Anh Long, chúng ta lớn lên bên nhau, em chỉ có anh là anh trai của mình thôi. Bây giờ em đã có chồng rồi, chúng ta vẫn nên giữ quan hệ anh em thì tốt hơn ạ. Bây giờ em có việc rồi, em đi trước đây ạ. Sáng cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn còn bốc khói, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp nước vào bên trong. Chị, hôm nay chị về sớm vậy? Ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói với em. Em mời chị, mời anh ạ. Chị Tuyết, có chuyện gì thế ạ? Cô đừng có vờ vịt ngoan ngoãn lương thiện trước mặt em trai tôi nữa, tôi khinh. Chị, có chuyện gì chị cứ bình tĩnh nói đã. Chị ơi, em mà có gì không phải thì chị từ từ bảo em ạ. Cô xem lại cái bản mặt của cô đi. Em xem đi. Chị ơi, cái này chị hiểu lầm rồi chị ạ. Cô còn định ngụy biện đúng không? Chị đừng lớn tiếng với Tuyền. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà. Chưa rõ ràng á? Nếu như nó không mập mờ với người ta thì người ta có chạy đến nắm tay nó, khuyên nó bỏ chồng quay lại với người ta không? Chị Tuyết, anh ấy là bạn em, cùng em lớn lên. Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, không có ý gì khác đâu ạ. Bạn cùng nhau lớn lên á? Vậy mà cô còn nói không có tư tình à? Tôi nói để cho cô biết nhá, cái nhà này là nhà gia giáo, không chấp nhận cái loại con dâu một chân đạp hai thuyền như cô. Phan Anh, ly hôn với cô ta đi. Anh Phan Anh, em không có tư tình gì cả, anh tin em có được không ạ? Chuyện này cũng cần phải xem xét cho kỹ, nên tạm thời anh cần thêm thời gian. Em đừng làm phiền tới anh. Mình làm sao vậy? Cứ thấy trống trải, thiếu vắng một cái gì đó. Mấy hôm nay Tuyền không nấu cơm cho mình ăn, cũng chẳng đợi cơm mình nữa, cũng không gọi điện. Mà thường ngày cũng có gọi quái đâu. Hai thằng này lại đi hẹn hò với bạn Thanh Mai Trúc Mã rồi. Đi cà phê có gì vui đâu, chị cứ bắt em đi bằng đường làm gì? Dạo này á, chị thấy em ủ rũ lắm đấy. Mình phải thay đổi không khí cho nó vui vẻ chứ. Đi. Chị, như này là sao vậy? Em cứ ngồi xuống đi. Giới thiệu với em, đây là Vân, em gái của bạn thân chị. Con bé giỏi lắm, tự mình lập nghiệp. Trẻ như thế mà đã có mấy shop quần áo tự thiết kế rồi đấy. Dạ em chào anh. Em biết anh đã lâu rồi nên mới có dịp gặp mặt ạ. Chị đừng nói là chị làm mối cho em với cô gái này nhá. Vân là con cái nhà Trâm Anh Thế Việt, có ăn học, có sự nghiệp vững vàng, lại xinh đẹp hiểu chuyện. Chị thấy Vân học với em hơn Tuyền đấy. Hơn nữa em cũng không yêu Tuyền, chị bằng ly hôn đi. Hai đứa tìm hạnh phúc mới, ở với nhau làm gì cho khổ ra. Chị buồn cười thật đấy. Chuyện của em thì chị để em tự quyết định đi. Em có phải trẻ con đâu. Anh Phan Anh, em nghe danh anh đã lâu rồi và vô cùng ngưỡng mộ anh. Em mong là em có thể được ở bên cạnh anh và chúng ta tìm hiểu nhau một thời gian xem sao ạ. Cảm ơn cô, nhưng tôi không có tình cảm gì với cô cả. Và tôi cũng không muốn mất thời gian của hai bên, nên cô tìm người khác phù hợp hơn nhé. Tuyền, em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, làm sao có được sự hạnh phúc?
Anh cứ mặc kệ em. Em không muốn ly hôn với chồng em đâu. Nhưng mà anh ta không hề yêu em. Người yêu em thật lòng là anh đây này. Em không biết à? Em không quan tâm là anh ấy có yêu em hay không. Em chỉ cần biết một điều, là em yêu anh ấy. Sao cơ? Em yêu anh ta á? Nhưng mà em lại không dám thừa nhận. Em tự ti về chính bản thân mình. Tình cảm là thứ không thể nào miễn cưỡng. Em biết là anh đối xử rất tốt với em. Nhưng mà em chỉ có anh là anh trai thôi. Đúng là tình cảm không thể cưỡng cầu được. Anh mong là em sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng anh mong em sẽ suy nghĩ lại. Anh chờ em. Anh về rồi ạ? Em chưa ngủ à? Em cũng sắp ngủ rồi. Anh nghỉ ngơi đi ạ. Anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì thế ạ? Hôm nay chị Tuyết có giới thiệu em gái, bạn thân của chị ấy cho anh. Chị Tuyết có nói chúng ta ly hôn đi. Em biết, không sớm thì muộn chúng ta sẽ đi đến kết cục này. Một cuộc hôn nhân không dựa vào tình yêu thì nó sẽ không lâu bền được đâu. Anh biết, nhưng anh đã từ chối chị Tuyết và cô gái ấy rồi. Sao thế à? Em nghe chị Tuyết nói cô ấy xinh đẹp và giỏi giang, lại còn rất thích anh nữa. Cũng giống như em biết Long rất tốt, nhưng em không thích Long đấy thôi. Làm sao anh biết ạ? Cũng vô tình thôi. Hôm nay chị Tuyết đưa anh tới quán cà phê để xem mắt. Lúc ra về, tình cờ anh thấy em và Long đang nói chuyện. Anh xin lỗi nhá, chứ anh không cố tình nghe lén đâu. Anh nghe thấy hết rồi ạ? Ừ, anh nghe hết rồi. Xin lỗi em vì đã khiến em có cảm giác đó với anh. Anh sợ mình không đáp lại được sẽ khiến em thất vọng. Em biết là em không xứng với anh, cho nên em cũng không nghĩ gì xa xôi cả. Được gọi bên anh ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Nếu mà sau này anh tìm được hạnh phúc riêng của mình, em sẽ chấp nhận ly hôn. Chuyện đó còn lâu lắm, bây giờ phải đánh một giấc cái đã. Anh ngủ ngon ạ. Em ngủ ở giường đi, để anh ngủ ở sofa. Cái anh này nhìn hài chết thì được ấy. Anh nhìn cả trông buồn cười nhở. Công nhận thanh niên này cũng thấy duyên phết đấy chứ. Em về rồi đó à? Vào giúp anh những hoa quả nhá. Dạ vâng ạ. Của anh đây ạ. Cảm ơn. Yêu tình người đẹp. Em xin. Em cảm ơn. Có vẻ như sau nhiều lần tiếp xúc, anh Phan Anh đã thích cô ta rồi. Em về nhá. Dạ vâng, em về đây, chào anh. Anh. Sao thế em? Hay là chúng ta ly hôn đi. Em đến thế nào thì đi thế ấy, không cần phức tạp, thuận tình là được à? Sao đột nhiên em lại quyết định như vậy? Hôm trước em còn nói với anh muốn ở bên anh được ngày nào hay ngày đấy cơ mà. Anh có người trong lòng rồi, em còn ở đây làm gì nữa? Em không muốn làm lỡ giờ anh và cô ấy đâu ạ. Em hiểu lầm rồi. Trên mặt anh hiện rõ ba chữ thích người ta rồi kia kìa. Không, anh không thích Vân. Anh với Vân tình cờ làm chung một dự án, cho nên từ đó bọn anh quyết định làm bạn của nhau thôi.
Anh nói sao cô? Anh và cô ấy chỉ là bạn á? Đúng vậy. Người anh thích là em. Đừng ly hôn với anh, có được không? Anh thích em á? Nhưng mà em không có ưu điểm gì cả. Với lại chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nếu anh thích em, anh đã thích từ lâu rồi. Đúng vậy, anh thích em từ rất lâu rồi. Nhưng anh ngu ngốc, không hiểu rõ lòng mình. Cho đến khi lòng tỏ tình với em, anh nhận ra mình sợ đánh mất em như thế nào. Anh nói thật ạ? Chuyện này làm sao có thể đùa được. Anh chỉ mong chúng ta thành thật với nhau, chân thành với nhau. Sau này em có ấm ức gì, hãy nói với anh để anh bảo vệ em. Em, anh sẽ sắp xếp công việc ở tập đoàn cho em, để cho em vừa học hỏi và phát triển bản thân. Em thấy thế nào? Cảm ơn anh ạ. Em cứ theo hướng dẫn của anh, kiểm tra từng folder, từng hạng mục, hồ sơ mẫu mà anh đã gửi qua mail cho em nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Anh này, đang giờ làm việc mà. Thì anh đang làm việc mà, có ai dám nói là anh không làm việc không? Đúng là lạm quyền. Em chào chị ạ. Tối nay chị sẽ tự tay nấu vài món em thích. Hai vợ chồng nhớ về sớm nhé. Dạ vâng, em sẽ về sớm ạ. Dạ vâng ạ. Tuyền này, tiền phí sinh hoạt gia đình chị gửi lại cho em. Em cảm ơn chị ạ. Phí sinh hoạt là sao ạ? Không có gì đâu ạ. Đây là tiền mà chị tuyết cho em đấy. Giờ thì chị hiểu tại sao Phan Anh lại thích em như vậy rồi. Này, là cô đang nói nhầm hay là tôi nghe nhầm vậy? Tôi không nói nhầm, và anh cũng không nghe nhầm đâu. Tôi nhắc lại, tôi nhất định phải cưới anh. Cô gái, tôi không biết cô là ai, nhưng mà có khó khăn gì cứ nói ra, giúp được thì tôi sẽ giúp. Còn chuyện hôn nhân, nó là chuyện đại sự của đời người, đừng có tùy tiện nói ra như vậy. Hơn nữa, cô cũng là con gái cơ mà. Tôi không cần gì cả. Này! Tôi đang rất bận, không có thời gian nói nhảm với cô đâu, phiền cô tránh ra. Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Vậy cô nói cho tôi nghe xem, tại sao cô lại biết tôi? Là mẹ tôi nói cho tôi một ít thông tin, còn đâu là tôi tự tìm hiểu ạ. Thế thì lạ thật đấy. Tôi đâu có quen ai ở quê, chắc là cô tìm nhầm người rồi. Không, người tôi còn tìm là anh. Cô bị làm sao vậy? Chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, tôi còn chẳng biết cô là ai, tại sao nói cưới là cưới được. Vậy chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện? Anh muốn biết gì tôi sẽ nói cho anh nghe. Cô nghĩ tôi rảnh lắm à? Trong khi đó cô không phải là type người mà tôi thích. Hơn nữa tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Cô về đi. Này, nghe tôi nói đã. Này, anh là ai đấy? Mau tránh ra đi. Cô bình tĩnh đã. Nóng vội như vậy không có kết quả tốt đâu. Liên quan gì đến anh? Mau tránh ra đi. Liên quan chứ. Anh là bạn thân của cái thằng mà em cứ đòi lấy làm chồng ấy. Anh nói thật à? Anh nói đùa em làm gì? Anh thấy cô em rất thú vị nên có chút tò mò. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé. Anh tò mò làm gì? Nếu là bạn thân của anh Phan Anh thì mau giúp tôi cưới anh ấy đi. Cô em nói câu nghe đơn giản thế nhỉ? Cô em có biết ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái muốn cưới thằng bạn anh không? Tôi không quan tâm. Đấy,
bị anh làm mất dấu anh ấy rồi. Em vội vã làm gì? Cứ bình tĩnh xem nào. Hà Nội là không có vội được đâu. Anh làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi đấy. Này, quê em định đi đâu đấy? Về quê à? Tôi định nghĩ cách khác. Đằng nào anh ấy cũng đi mất rồi còn đâu. Khoan đã. Thế là cô em nhất định phải cưới cho bằng được thằng bạn của anh à? Phải. Tôi không có sự lựa chọn nào khác hết. Lý do là gì? Tôi nói ra anh sẽ giúp được tôi à? Anh sẽ cân nhắc. Bố mẹ của tôi và bố mẹ anh ấy ngày xưa là hàng xóm thân thiết. Hai bên đã hứa là sẽ gả chúng tôi cho nhau. Nhưng sau đó thì bố mẹ của anh ấy lên Hà Nội lập nghiệp rồi ở đó luôn. Thành ra cả hai gia đình cũng ít liên lạc hơn. Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thì nói làm gì? Bố tôi bị tai nạn mất sớm. Còn mẹ tôi... Sao vậy? Mẹ của em có vấn đề gì à? Mẹ của tôi bị bệnh, mất cách đây không lâu. Trước lúc mẹ tôi mất, mẹ tôi bắt tôi hứa phải tìm bằng được anh Phan Anh để thực hiện lời hứa ngày xưa. Nếu không, sẽ không chịu nhắm mắt. Tôi hiểu rồi. Vậy là em đã hứa với mẹ em đúng không? Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Vậy giờ cô đang thuê nhà ở đâu? Tôi làm gì có nhiều tiền đâu mà thuê nhà. Thế cô ở nhà người quen à? Ở trên này tôi làm gì có người quen đâu. Ồ, thế thì tối cô ngủ ở đâu? Đừng nói với tôi là cô ngủ vạ ngủ vật ngoài đường nhá. Ồ, thế thì chết. Cô là con gái, lang thang ở ngoài thế này mãi thế nào được. Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm gì? Giám đốc Long, dạo này gu của anh cũng lạ nhở? Đi tán tỉnh cả cô gái nhà quê cơ à? Thư ký Vân à, đến giờ làm việc rồi đấy, vào chấm công đi. Ở đây nhiều chuyện làm gì. Còn anh thì sao? Tôi sao hay chăng gì cũng không đến lượt cô quản. Giám đốc Long này, nếu để chủ tịch Phan Anh biết trong giờ làm mà anh vẫn còn ra đây tán tỉnh gái thì sẽ không hay đâu. Vậy cô có biết cô gái này là ai không? Tôi quan tâm làm gì. Vậy để tôi giới thiệu một chút nhé. Đây là cô Tuyền, vợ sắp cưới của chủ tịch Phan Anh. Anh nói cái gì cơ? Cô không nghe nhầm đâu, đúng không? Đúng vậy. Bằng mọi giá tôi phải cưới bằng được anh Phan Anh. Cô cũng to gan thật đấy. Không biết nhìn lại bản thân của mình à? Chẳng qua chỉ là một con bé quê mùa mà cũng đòi đỉa đeo chân hàng. Hay là cô bị ngáo? Cô Vân, cô đang là bộ mặt của chủ tịch, ăn nói cho lịch sự chút đi. Tôi nói gì sai à? Đúng, tôi nghèo, tôi quê mùa, nhưng tôi nhất định phải lấy được anh Phan Anh. Cô vừa nói cái gì? Cô nghe rất rõ rồi đấy. Cô vào làm việc đi. Tôi phải đi thu xếp chỗ ở cho vợ tương lai của chủ tịch Phan Anh. Kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Giám đốc Long, anh đi nghỉ làm à? Này, anh đưa tôi đi đâu đấy? Chẳng phải là cô chưa có chỗ ở sao? Tôi đang thu xếp cho cô đây. Anh đưa tôi về nhà anh à? Tôi đưa cô về nhà tôi á, thì sau này tôi tán tỉnh được ai nữa. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà con nằm mơ cô cũng muốn đến. Có nơi đó nữa à? Mà sao anh tốt với tôi thế? Cô có thấy cô gái ban nãy không? Cô ta thì sao? Nếu cô thấy tôi tốt với cô thì sau này cô phải đánh bại cô ta cho tôi. Cô ta là một người rất ngạo mạn, rất ghét những người kiểu như tôi và những người nghèo, xuất thân nông thôn. Để tôi xem sau này cô ta mà bị đánh bại ấy, đố tìm được cái lỗ nào mà chui đấy. Vậy tôi phải đánh bại cô ta thế nào? Cô em kém thế nhở? Cô ta ấy cũng thích và muốn cưới Phan Anh ấy. À, bảo sao thái độ cô ta lại thù địch như vậy? Thế cô em có tự tin để thắng được không? Không tự tin thì cũng phải thắng thôi.
tôi không muốn mẹ tôi ở dưới suối vàng và thất vọng về tôi đâu. Được, anh rất thích câu trả lời này của cô em. Anh sẽ giúp. Cảm ơn anh nhé. Ơn huệ thì tính sau đi. Đứng gọn vào, chờ tôi đi lấy xe. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch, anh định lấy vợ thật à? Cô nghe ở đâu cái chuyện nhảm nhí như vậy? Dạ, là giám đốc Long nói ạ. Em còn nghe nói đó là một cô gái nông thôn nữa ạ. Sao nó lại biết chuyện này nhỉ? Chủ tịch nói gì cơ ạ? Không có gì. Mà mấy cái thông tin nhảm nhí này ấy, cô đừng để ý làm gì. Dạ vâng, nghe chính miệng chủ tịch nói em cũng yên tâm rồi ạ. Mấy chuyện này đâu có liên quan đến cô. Tại sao lại yên tâm mới chả không yên tâm? Dạ thôi, em xin phép về làm việc ạ. Mời vào. Mày làm gì giờ này mày đến? Muốn cuối năm bị cắt thưởng à? Sếp bình tĩnh. Làm gì mà nóng thế? Sáng giờ tao đi tìm giúp việc cho mày mà. Nói vậy là mày tìm được rồi đúng không? Yên tâm, hôm nay người ta sẽ bắt đầu công việc. Sáng nay tao cho người đưa đến tận nhà mày rồi. Chiều nay về, sẵn sàng cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa thơm tho, sạch sẽ. Thế thì tốt. À, tao có chuyện này muốn hỏi mày. Sáng nay mày đứng chỗ nào nghe trộm chuyện của tao vậy? Sếp nói gì mà khó nghe thế? Chẳng qua là tao đến vừa kịp lúc, không muốn làm phiền nên là nép sang một bên nữa chứ. Vậy sao? Chắc là thư ký Vân vừa mới toan hót với mày cái gì đúng không? Tao thừa biết là mày trọng sắc khinh bạn. Thôi, phạt gì thì phạt đi. Lại cái giọng đấy. Coi như là tao thua mày. Thôi, không nói chuyện này nữa. Từ giờ trở đi ấy, những chuyện gì không liên quan đến mày ấy, đừng có nhiều chuyện. Làm cái gì ở đây vậy? Em làm giúp việc ạ. Cái gì cơ? Cô là giúp việc mới nhà tôi. Dạ vâng. Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ. Thằng Long, mày khá đấy. Ở đây. Tôi đang ở đây mà. Ý của tôi là tại sao cô lại ở trong nhà của anh Phan Anh ấy? Cô quan tâm điều đó làm gì? Chủ tịch ạ. Tại sao càng ngày cách cư xử của cô lại thiếu chuẩn mực như vậy? Hét vào mặt người khác là phong cách của thư ký chủ tịch tập đoàn ABA à? Em xin lỗi. Nhưng mà chẳng phải anh nói với em, anh với cả cô gái này không có gì à? Có cần tôi phải nhắc lại không? Cô là thư ký thì chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Đừng quan tâm những chuyện khác, nhất là chuyện đời sống cá nhân của tôi. Sao vậy? Tôi nói cô không nghe rõ à? Dạ vâng, em hiểu ạ. Đến giờ rồi, cô có đứng đó à? Đi nhanh kẻo người ta chờ. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, đằng nào mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Mày cứ lườm tao thế, nhột tao ra. Mày không làm gì thì việc gì phải nhột. Mày thấy đấy, cô bé đấy rất tội nghiệp. Trên này không quen ai cả, tao phải giúp đỡ chị. Vậy tại sao không đưa về nhà mày?
Mày đưa về nhà tao làm gì? Ờ, cái thằng này hay nhỉ. Nhà tao cần giúp việc đâu. Với cả cô ấy muốn cưới mày chứ cô muốn cưới tao đâu. Còn nói là không có ý đồ à? Thế mày không muốn tìm hiểu lý do tại sao cô ấy muốn cưới mày à? Mày có biết một ngày tao nhận bao nhiêu cuộc mai mối không? Nhưng trường hợp của cô gái này không có giống thế. Có vẻ như mày am hiểu với cô gái này gớm nhờ. Được, mày thử nói rõ ràng tao nghe xem nào. Nếu mà không hợp lý đừng có trách tao. Còn tưởng ai? Chào cô. Tôi thấy cô có vẻ coi mình là vợ của anh Phan Anh rồi đúng không? Chị nói vậy là sao? Hôm trước tôi nói gì cô quên rồi à? Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi đã hứa với mẹ của tôi là sẽ cưới anh Phan Anh rồi. Chị thông cảm nhé. Chuyện mẹ con nhà cô tôi không quan tâm. Cái mà tôi cần ấy là cô nhanh biến khỏi nhà anh Phan Anh đi. Vậy thì không được đâu. Cô cần tiền chứ gì? Được, cô cứ nói đi, tôi sẽ trả gấp đôi. Chị nghĩ tôi vì tiền nên mới đến với anh Phan Anh à? Chị đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy. Tôi chỉ quan tâm đến anh Phan Anh, còn những chuyện khác đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Nên chị đừng lấy chuyện tiền ra nói chuyện với tôi. Nói chuyện với mấy cái đứa đần độn mệt thật đấy. Này, chị đừng có xúc phạm người khác quá đáng như vậy chứ. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu cút ra khỏi nhà anh Phan Anh không thì bảo. Nếu cô ấy không đi thì cô định làm gì? Chủ tịch, anh về rồi ạ? Đây là lần thứ bao nhiêu tôi cảnh cáo cô rồi? Dạ, em xin lỗi. Nhưng mà anh cũng hiểu tình cảm của em đúng không ạ? Vậy đã bao giờ tôi khiến cô hiểu nhầm về tình cảm của mình chưa? Xem như cô có nhiều cống hiến cho tập đoàn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở. Nếu như cô tìm đến cô Tuyền đây để làm phiền một lần nữa, lúc đó đừng có trách tôi nặng tay. Chủ tịch, cô ta chỉ là một cô gái nông thôn, vừa nghèo vừa không có kiến thức. Anh nhất thiết phải làm như thế không ạ? Tôi nói gì cô vẫn không hiểu đúng không? Hay là cô cố tình không hiểu? Em xin lỗi, em sai rồi ạ. Dạ, em xin phép ạ. Em cảm ơn anh. Mà sao tự nhiên hôm nay anh tốt với em thế ạ? Tôi đã nghe Long kể qua về chuyện của cô rồi. Hóa ra là vậy. Mặc dù tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô, thế nhưng tình cảm với tôi là chuyện nghiêm túc lâu dài. Tạm thời tôi chưa thể chấp nhận được chuyện này. Hay là chúng ta cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu đi. Cô thấy sao? Anh nói thật ạ? Em biết là em có hoàn cảnh không tốt, hoàn toàn không tương xứng với anh. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để được anh chấp nhận à? Thôi, đừng nói mấy câu đó, tôi không quen đâu. Vào nhà thôi. Dạo này tình hình công việc của anh thế nào? Có ổn không? Sao thế ạ? Năm nay kinh tế suy thoái, lương giảm sâu. Anh đang tính là ra ngoài làm riêng. Em có tiền không? Cho anh mượn một chút. Em mà có tiền cho anh vay thì đã không phải bán mạng cho tư bản rồi. Anh thấy sếp em quan tâm em đấy chứ? Quan tâm bằng cách bắt em tăng ca liên tục à? Hiểu anh chết đi được ấy. Chuyện gì thế?
Ai đấy? Vợ chưa cưới của sếp em. À, cô ta cắm sừng sếp em à? Nói bé bé cái mồm thôi, lộ hết bây giờ. Chắc là chủ tịch thấy sốc và đau lòng lắm ạ. Không thể tin nổi là cô ấy lại làm chuyện đó sau lưng tôi. Anh định giải quyết chuyện này thế nào ạ? Theo cô thì tôi nên làm gì? Đây là chuyện riêng của chủ tịch. Tại sao lại để sang tôi ạ? Tôi chỉ đang tham khảo ý kiến của cô thôi. Nếu là cô thì cô sẽ làm gì? Đương nhiên là tôi sẽ chia tay rồi. Tôi không chấp nhận được sự phản bội. Nếu như tôi không thể làm vậy thì sao? Gì cơ ạ? Lẽ nào chủ tịch chấp nhận để cô ta cắm sừng cả đời à? Cô không hiểu được cảm giác của tôi bây giờ đâu. Nếu tôi không cưới Vân thì tập đoàn VJ sẽ ngừng hợp tác với tập đoàn ABA. Tới lúc đó tập đoàn của chúng ta sẽ lao đao. Một mình tôi thì không sao, nhưng còn rất nhiều người đi theo tôi từ những ngày lập nghiệp. Nếu tập đoàn xảy ra chuyện gì thì họ rất vất vả. Chủ tịch đúng là có tâm lại có tầm. Tôi tin với năng lực của chủ tịch, nhất định sẽ lãnh đạo tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ. Cô nghĩ như vậy thật sao? Đương nhiên rồi. Không làm ăn với tập đoàn BJ, chúng ta sẽ làm ăn với tập đoàn JC, tập đoàn Nam Việt. Chẳng lẽ không có tập đoàn BJ, chúng ta sẽ phá sản sao? Lời lẽ đanh thép, thần thái hiên ngang, không hổ danh là thư ký của tôi. Quay lại vấn đề chính, anh định xử lý chuyện vợ chưa cưới của anh ngoại tình thế nào ạ? Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết êm ấm chuyện này mà vẫn giữ được hòa khí giữa tập đoàn BJ và tập đoàn ABA. Bất cứ sự lựa chọn nào cũng phải trả giá, anh không thể nào có cả hai được. Như thế là tham lam đấy. Trẻ con mới chọn, còn người lớn thì muốn hết. Nếu vậy anh cứ giả vờ như không biết chuyện gì rồi kết hôn với cô ta đi. Tôi không muốn trên đầu mình mọc sừng. Thế này anh cũng không muốn, thế kia cũng không muốn. Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi muốn hủy hôn với Vân, nhưng vẫn muốn có lợi ích từ tập đoàn BJ. Cô nghĩ cách giúp tôi đi. Đề bài này chủ tịch ra vượt quá khả năng của tôi rồi. Tôi tin rằng trên cuộc đời này không có bài toán nào có thể làm khó được cô. Cố lên. Sao chuyện gì khó anh cũng đẩy qua cho tôi thế? Vì tôi tin tưởng ở năng lực của cô. Chủ tịch đừng tin tưởng tôi một cách mù quáng như vậy được không? Tiền thưởng quý tăng gấp đôi. Ok. Sao chủ tịch lại đem tiền ra dụ dỗ tôi? Anh có biết làm như thế là tôi thích lắm không? Lúc nào cô cũng chỉ biết đến tiền thôi à? Tiền là tiên là Phật, có tiền là có tất cả. Anh cứ chờ tin vui ở tôi nhé. Bây giờ anh phải nhanh chóng quên chuyện này đi, vui lên để đưa tập đoàn đi lên phía trước. Cảm ơn cô. Tại sao cô ta lại dám làm như vậy với em trai của tôi? Phan Anh đã biết chuyện này chưa? Dạ rồi ạ. Nó định xử lý thế nào? Chủ tịch không muốn vì chuyện riêng tư mà gây ảnh hưởng đến tập đoàn, cho nên anh ấy sẽ nhẫn nhịn, coi như không biết gì ạ. Cô nói sao? Chủ tịch vẫn sẽ kết hôn với tiểu thư tập đoàn BJ theo đúng kế hoạch ạ. Không đời nào tôi cho phép chuyện này xảy ra. Ơ, chị Tuyết, sao chị tới đây mà không báo trước với em một tiếng? Cô định giải thích chuyện này thế nào? Sao chị lại có những bức ảnh này ạ? Cô nghĩ cô là ai mà dám làm chuyện đồi bại như thế này sau lưng em trai tôi? Chị ơi, chị bình tĩnh nghe em nói đã. Em trai của tôi bị cô sỉ nhục. Cô thử nói xem, người làm chị như tôi bình tĩnh làm sao? Nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật không phải là sự thật nữa. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ạ. Bằng chứng đã rõ ràng như thế này rồi, bây giờ cô giải thích cũng vô nghĩa thôi. Em nghĩ là chị nên nói chuyện lại với anh Phan Anh trước khi tới đây ạ. Em trai tôi dễ mềm lòng, cô có thể thuyết phục nó tha thứ cho cô, nhưng tôi thì không. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô bước chân vào cửa nhà tôi đâu.
Cô có biết là tôi đợi cô một tiếng đồng hồ rồi không? Tôi vẫn nghĩ chúng ta là đồng minh, nhưng mà tôi không ngờ là tôi bị anh chơi lại một vố như thế đấy. Cô cứ bình tĩnh, uống ngụm nước đi cho hạ hỏa đã. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã gọi cho cô một cốc cà phê sữa. Không biết cô có thích uống cà phê không? Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi mà anh vẫn bình thản như kiểu chuyện không liên quan đến mình nhỉ? Tôi không ngờ chị gái tôi lại tới tập đoàn BJ tìm bố cô để nói chuyện từ hôn của hai chúng ta. Anh đừng có giở cái giọng đạo mạo tử tế ra nữa. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, anh lổ mặt nạ ra được rồi đấy. Chúng ta đã thống nhất là không liên quan đến đời sống riêng tư của nhau nữa mà. Tại sao anh lại không giữ lời? Cô đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi như vậy. Nếu cô và nhân tình không lộ liễu thì làm sao có chuyện người khác bắt gặp được, đúng không? Sau khi mọi chuyện lộ ra, anh không giúp tôi giữ kín mà còn dùng trò kích động chị anh để chị ấy tới tập đoàn PJ làm ầm lên với mục đích là đòi bố tôi bồi thường cho tập đoàn ABA dự án 100 tỷ, đúng không? Tôi là doanh nhân, thỉnh thoảng cũng phải sử dụng chút mưu mẹo chứ. Nếu cô là tôi, cô cũng sẽ làm tương tự như vậy, đúng không? Tôi đường đường là chủ tịch tập đoàn ABA, cô cũng phải giữ một chút mặt mũi cho tôi chứ. Anh đúng là đồ khốn. Tôi biết trong chuyện này người chịu thiệt thòi nhất là cô, nhưng việc này lỗi đâu phải là tại tôi. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Anh cũng đẩy khéo quá, đẩy một cái được dự án 100 tỷ luôn. Ông trời thương thì muốn làm người thường cũng khó. Thế này đi, trong tương lai tập đoàn tôi có mối làm ăn ngon, nếu cần đối tác sẽ cân nhắc tới tập đoàn BJ đầu tiên, được không? Chúng ta là người làm ăn, hãy đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. Cô đợi ở đây, để tôi lấy xe rồi đưa cô về. Cảm ơn chủ tịch, nhưng bạn tôi tới đón tôi đi ăn khuya gì ạ? Tôi xin phép về trước đây ạ. Bám chắc vào. Bám chắc vào đấy. Tất cả hồ sơ dự án mà chủ tịch cần, tôi đã mang hết đến đây rồi đấy ạ. Tốt lắm. Chủ tịch đúng là tấm gương sáng để toàn bộ nhân viên trong tập đoàn noi theo đấy ạ. Ai mà biết, anh tự mình thẩm định toàn bộ hồ sơ dự án thế này, chắc là phải kinh ngạc lắm đấy ạ. Ai nói với cô là tôi sẽ tự mình thẩm định chỗ hồ sơ này? Nếu như anh không đích thân thẩm định thì anh bảo tôi mang lên đây làm gì ạ? Mang tới cho cô thẩm định chứ làm gì? Tôi á? Không cô thì còn ai vào đây nữa? Nhưng mà tại sao lại là tôi ạ? Tôi thấy cô rảnh rỗi quá nên giao thêm việc cho cô để nâng cao năng lực nghiệp vụ. Tôi rảnh rỗi á? Không rảnh rỗi, tại sao lại có thời gian đi hẹn hò? Tôi đi hẹn hò bao giờ? Alo. Đúng vậy, tôi đang ở tập đoàn. Ok, tôi tới ngay. Trong ngày hôm nay, cô mà không thẩm định hết chỗ hồ sơ này, đừng mong ra khỏi cái phòng này, nghe chưa? Ôi cái số kiếp bán thân cho tư bản của tôi, mới đáng thương làm sao. Em nghe đây ạ. Ừ, Tuyên à. Vợ anh rủ em trưa nay qua quán cơm niêu gần chỗ em làm ấy, để ăn trưa. Em có rảnh không? Tạt qua chém gió bọn anh. Em đang chán muốn chết đây. Sao đấy? Lại bị tư bản chèn ép à? Chẳng hiểu ông sếp của em mấy ngày hôm nay bị làm sao nữa. Bắt em làm hết việc này tới việc kia. Ông ấy vừa giao cho em một đống hồ sơ, bắt em phải thẩm định đây này. Vậy à? Càng thế nhỉ?
Sếp em thấy em nhàn rỗi quá nên giao cả đống việc cho em làm đây này. Ngày làm 12 tiếng, tăng ca luôn cuối tuần. Này, một tháng ấy, em ăn nhậu bạn bè tụ tập được có một lần thôi. Em mà nhàn rỗi thì còn ai bận nữa hả? Em bận tới quay cuồng trong mơ hồ, còn chẳng có thời gian đi tìm hiểu ai. Vậy mà sếp còn bảo em rảnh rỗi đi hẹn hò, đúng là oan thị kính mà. Anh đang cười trên nỗi đau khổ của em đấy à? Anh biết vấn đề ở đâu rồi nha. Ở đâu? Sếp em đang ghen đấy. Ghen á? Ghen với ai? Rồi liên quan gì tới em mà lại tìm em chút giận? Em còn nhớ buổi tối hôm trước, lúc mà anh đến đón em không? Anh thấy biểu hiện của sếp em ấy, là anh thấy nghi nghi rồi à? Biểu hiện gì cơ? Em không thấy sếp của em nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn à? Anh vào trọng tâm vấn đề chính luôn đi, đừng có vòng vo nữa. Anh càng nói càng làm em hoang mang đấy. Sếp em thích em rồi. Anh điên à? Làm gì có chuyện đấy? Đàn ông nhìn đàn ông á, chuẩn lắm. Tin anh đi. Anh tào lao vừa thôi, làm sao mà sếp thích em được? Vì sao thì anh không biết, nhưng anh dám chắc một điều, đó là sếp em thích em rồi. Còn anh còn em, cứ đợi đấy mà xem. Thôi, anh đừng nói linh tinh nữa. Anh mau đưa chị em đi ăn đi, cho em gửi lời hỏi thăm và hẹn chị ấy lần sau nhá. Chào anh. Ông này liên tha liên thiên. Chủ tịch mà thích mình thật, có mà trời sập à? Xin chào. Tôi là sếp của Tường. Tôi biết. Để không mất thời gian của cả hai bên, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Mà anh cứ tự nhiên, tôi đang nghe đây. Tuyền là một cô gái lương thiện, tốt bụng, nhưng lại có một chút ngây thơ. Điều này tôi rất rõ. Tôi cảm thấy một cô gái đơn thuần như vậy nên được che chở, bao bọc, để mãi mãi không cần phải trưởng thành. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh. Tôi thấy không có người đàn ông nào có thể che chở cho cô ấy tốt hơn tôi. Anh tự tin như vậy cơ à? Tôi rất tự tin. Nếu anh không làm được như lời mình nói thì đừng trách tôi độc ác. Anh nói như vậy là có ý gì? Nếu tôi đoán không nhầm thì anh đang hiểu sai về mối quan hệ giữa tôi và Tuyền. Tôi cần nói cho anh biết, chúng tôi không phải người yêu. Đối với Tuyền, tôi đúng nghĩa là một người anh trai hơn. Anh trai? Tôi kết hôn rồi. Vậy tại sao tối hôm trước anh lại tỏ ra thân mật với Tuyền như vậy? Tôi chỉ đang muốn thử xem dự đoán của mình có đúng hay không thôi. Dự đoán gì? Tôi đoán là anh thích Tuyền. Phải, tôi rất thích cô ấy. Ông biết tin gì chưa? Chuyện gì? Thư ký Tuyền thích chủ tịch đấy. Ông vơ vẩn. Chủ tịch sắp lấy vợ rồi, thích không thích cái gì? Chả chịu cập nhật tình hình gì cả. Trong nhóm kín ấy, người ta bàn luận dần dần ấy. Chủ tịch hủy hôn được cả tháng này rồi. À chết, mấy hôm nay chạy deadline không để ý tin tức kiểu gì. Đúng thế nhỉ? Ôi. Tin đồn quái quỷ này ở đâu ra vậy chứ? Tôi còn nghe nói thư ký Tuyền thích chủ tịch mấy năm rồi, nhưng mà không dám nói. Thì chắc là cô ấy tự ti về thân phận của hai người ấy mà. Cô nghĩ tôi là tài xế của cô đấy à? Ai ức hiếp cô à? Không biết là ai tung tin đồn ác ý. Tung tin gì? Tung tin đồn ác ý về tôi. À, chuyện đó tôi nghe qua rồi.
Tin đồn đó đến tai chủ tịch rồi ạ? Nghe đồn em thầm thích tôi. Chủ tịch? Em thích tôi thì cứ nói, không cần phải tạo nick giả rồi đi lan truyền khắp tập đoàn cho mọi người biết đâu. Nick lan truyền tin đồn đó thật sự không phải của tôi. Tôi thật sự không liên quan gì tới chuyện này hết. Đương nhiên chuyện này không liên quan tới em rồi. Nick đó là của tôi, thông tin cũng là do tôi lan truyền. Thích một người đâu phải là chuyện xấu xa. Em cứ mạnh dạn nói ra đi. Vừa hay tôi cũng thích em, chúng ta yêu nhau đi. Tôi đợi ngày em công khai tỏ tình với tôi từ lâu lắm rồi. Hôm nay dẹp công việc qua một bên đi, chúng ta đi hẹn hò nhé. Này, tôi chưa đồng ý mà. Anh định đưa tôi đi đâu đấy? Được rồi, à, cứ nhắm mắt đi. Đến nơi rồi đây. Em sẵn sàng mở mắt chưa? Em sẵn sàng. 1, 2, 3. Ôi, đẹp thế à? Vân, em đồng ý làm vợ anh nhá. Em đồng ý. Tốt đẹp gì đâu, cô ta lừa dối anh đấy. Em đang nói vớ vẩn cái gì thế hả? Lần trước em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ta cùng với một người đàn ông khác. Nếu như em đoán không nhầm thì đó chính là người tình của cô ta. Bọn họ đang lên kế hoạch để lừa tiền anh đấy. Này, em vừa phải thôi. Đây không phải là lúc để em đùa cợt như thế đâu. Em không đùa, em đang nói sự thật đấy. Em có thể thề cho anh xem. Chị Tuyền, em có thù oán gì với chị đâu. Tại sao chị lại đặt điều nó xấu em như thế ạ? Chị làm như vậy khác nào dồn em vào con đường cùng đâu. Sau này em còn dám nhìn mặt ai nữa hả chị? Cô đừng tỏ ra mình là người vô tội nữa. Tôi đã biết hết tất cả những âm mưu của cô rồi. Tôi còn ở đây thì cô đừng hòng lừa được anh Phan Anh. Em thôi đi, anh không cần em quan tâm đến chuyện riêng của anh. Em hãy tự lo cho chính mình đi. Nhưng mà em... Em đừng nói thêm bất kỳ một câu nào nữa. Em hãy rời khỏi đây đi, không thì đừng có trách anh. Cô đừng có vội mừng. Tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu. Anh, sao chị ấy lại đối xử với em như thế? Em có làm gì sai đâu ạ? Em đừng lo, anh sẽ lấy lại công bằng cho em và xử lý cô ấy thật nghiêm. Đừng buồn nữa nhé. Em giải thích cho anh nghe đi, tại sao em làm như vậy? Em muốn tốt cho anh, cho nên mới làm như vậy thôi. Muốn tốt cho anh mà em lại đi phá hỏng chuyện quan trọng của anh như vậy à? Em có biết nghĩ không? Nhưng mà cô ta đang lừa anh thật đấy. Cô ta không đơn giản như anh nghĩ đâu. Thế sao trước đây em không nói với anh, mà đợi đến lúc anh cầu hôn em lại đến làm loạn như vậy à? Trước đây em đã nghi ngờ cô ta rồi, nhưng em chưa có đủ bằng chứng. Đến hôm qua em mới vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ta, cho nên mới vội vàng đến tìm anh đấy. Em lấy lý do cũng khéo quá nhở. Anh nghĩ em không nên làm thư ký cho anh nữa đâu. Em hãy đi tìm một công việc nào đó mà phù hợp với tài năng suy diễn của em thì tốt hơn đấy. Em và anh quen nhau lâu như vậy rồi, không lẽ anh không tin em ạ? Chuyện gì anh cũng có thể tin em, nhưng riêng chuyện này thì không. Bởi vì anh và Vân đã yêu nhau một thời gian rồi, cho nên anh rất hiểu cô ấy. Em rõ chưa? Con người có khi dùng cả đời vẫn chưa hiểu hết nhau. Anh mới quen cô ta một thời gian ngắn như vậy, làm sao mà anh hiểu hết cô ta được? Em vẫn còn cãi được à? Em nghỉ việc đi, anh không muốn gặp em nữa. Anh nói sao cơ? Anh nói là em nghỉ việc đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh hết kiên nhẫn với em rồi. Anh vì chuyện đó
mà đuổi việc em ấy ạ? Đúng. Giữa em và người yêu của anh chỉ chọn một. Em muốn đi đâu thì đi, đừng làm ở đây với anh nữa. Con ránh kia suýt nữa phá hỏng chuyện tốt của em. Cũng may là ông Phan Anh không nghi ngờ gì đấy, không thì công sức bao lâu nay của chúng mình coi như là bỏ sông bỏ biển hết. Lần này chúng mình hơi sơ suất, lần sau phải kín đáo hơn mới được. Vâng, em cũng thấy như thế. Mà tốt nhất á, là mình ít nói chuyện với nhau lại, với cả ít gặp nhau hơn đi. Em đừng nói với anh là em được ở bên thằng kia rồi, em định bỏ rơi anh đấy nhá. Anh điên à? Em ở bên cạnh hắn ta cũng chỉ là để lấy tiền thôi, chứ yêu đương gì đâu mà phải bỏ anh. Tốt nhất là như thế. Đừng để anh phát hiện ra em sống hai lòng thì em không xong với anh đâu. Em biết rồi, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi mà. Thế mới ngoan chứ. Cho anh thêm cái nữa nhá. Khiếp, khỏe thế, vừa mới xong mà. Khỏe thì mới xứng đáng với em chứ. Mình cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Tại sao anh ấy lại đuổi việc mình? Ông trời đúng là bất công với mình thật đấy. Tuyên, là em à? Chị Tuyết, lâu quá rồi không gặp, chị có khỏe không ạ? Cảm ơn em, chị vẫn khỏe. Mà dạo này bệnh đau dạ dày của em thế nào? Còn tái phát không? Thỉnh thoảng em vẫn bị đau lại chị ạ. Cái con bé này, thế sao không đến chỗ chị lấy thuốc? Cứ để nó đau mãi như thế, làm sao mà chịu được? Em đau mãi, thành ra nó cũng quen chị ạ. Sao em lại coi thường sức khỏe của mình như thế? Làm gì thì làm, thế nhưng mà riêng vấn đề sức khỏe, lúc nào em cũng phải đặt lên hàng đầu, nhớ chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn chị ạ. Mà em gặp chuyện gì không vui à? Chị thấy sắc mặt của em không được tốt lắm. Em mới bị đuổi việc chị ạ. Sao lại thế? Ở đây nói chuyện không tiện. Hay là chị em mình qua quán trà đá bên kia rồi em kể cho chị nghe nhá. Thế cũng được. Mình đi thôi ạ. Em, anh tặng em này. Cái gì thế ạ? Em cứ mở ra đi, rồi sẽ biết thôi. Vâng. Là vé em đang thích mà. Sao anh lại biết thế ạ? Thế thì anh mới là người yêu của em được chứ. Em cảm ơn anh nhiều. Lúc nào anh cũng làm cho em bất ngờ ạ. Chỉ cần em thấy vui là anh cũng thấy vui rồi. Người yêu của em đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời luôn. Em này, chuyện lần trước anh vẫn thấy áy náy với em quá. Em đừng buồn nhá. Lỗi đấy cũng đâu phải lỗi của anh đâu ạ. Vậy là em cũng quên rồi, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Cảm ơn em. À, cuối tuần này em có rảnh không? Em về nhà anh ăn cơm đi. Hôm đó chị gái anh cũng không phải trực, anh sẽ rủ chị qua ăn cơm cùng mình luôn cho vui. Dạ vâng, thế để em sắp xếp công việc ạ. Ừ, vậy mình quyết định vậy nhá. Dạ vâng. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Mà kể ra, cái con bé kia nó cũng cáo giả thật đấy. Lừa sếp em một thời gian dài như vậy, thế mà sếp em không nghi ngờ gì cả. Kể cũng tài thật đấy. Dạ vâng, cô ta đúng là cáo giả thật chị ạ. Nhưng mà chị hỏi em chuyện này, em phải trả lời thật lòng đấy nhá. Dạ vâng, chị cứ hỏi đi ạ. Có phải là em cũng thích sếp của em phải không? Em không phải ngại. Chị em mình cùng là phụ nữ với nhau nên là chị hiểu tâm lý của em lắm. Em cứ nói thật cho chị biết đi, chị sẽ nghĩ cách cùng em. Vâng, đúng là em thích anh ấy thật chị ạ. Thế em có muốn ở bên cậu ấy không? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em nghĩ cho dù em có muốn thì cũng khó có cơ hội lắm. Em đừng có bi quan như vậy, mình phải tự tin lên chứ. Em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, chị thấy á, em xứng đáng với sếp của em hơn gấp vạn là cái con cáo già kia đấy. Vậy theo chị thì em nên làm gì bây giờ ạ? Chị nghĩ là trước hết em nên tìm bằng chứng để vạch trần bộ mặt thật của cô gái kia đã. Dạ vâng, vậy để em thử xem sao ạ. Cố lên em, có gì khó khăn thì cứ nói với chị sẽ giúp em hết sức. Em cảm ơn chị ạ. Cái con bé này, ơn với nghĩa cái gì?
chỉ cần sau này cưới nhớ mời chị là được rồi. Chị yên tâm, lúc đấy á em mời chị đầu tiên luôn. Nhớ nha, chị ghim rồi đấy. Dạ vâng, chị uống nước đi ạ. Lần nào cô ta đi vào khách sạn thì người đàn ông kia cũng đi theo. Chắc chắn là hắn ta rồi. Dạo này không thấy con Vân đi cùng mày nữa. Hai đứa mày chia tay rồi à? Chia là chia thế nào? Bọn ta đang thực hiện một dự án hết sức to lớn, vậy nên tạm thời không thể đi cùng nhau được. Mày nói thật á? Thật chứ sao không? Dự án gì thế? Cho tao theo với. Dự án này chỉ có hai bọn tao làm được thôi. Mày không theo được đâu. Thế lúc nào thành công cho tao vay ít tiền nhá. Cái thằng này, đến cái lúc đấy á, nó mày cần là tao cho mày luôn, khỏi phải vay. Kinh đấy. Mày có thể tiết lộ một chút về dự án này được không? Mày có biết chủ tịch tập đoàn ABA không? Dự án này liên quan đến hắn. Uầy, chúng mày ác phết nhở. Làm việc với cả chủ tịch tập đoàn ABA cơ đấy. Tất nhiên, đã mất công thì phải làm lớn. Đúng là bạn của tao. Tối nay anh em mình đi nhậu đi. Ok thôi, chọn quán đi. Được, thế thì để tao chốt địa điểm. Chốt. Để tôi xem, lần này cô còn cãi được nữa không? Em vào đi. Chị ơi, em đưa Vân về rồi đây. Sao em lại ở đây? Là chị gọi Tuyền tới đấy. Chị quen Tuyền ạ? Ừ. Tuyền là bệnh nhân cũ của chị. Chị cũng vừa mới biết con bé là thư ký của em. Còn cô, cô định lừa của em trai tôi bao nhiêu tiền nữa thì cô mới chịu rời xa nó. Chị nói cái gì vậy ạ? Tuyền, em mở video cho hai đứa chúng nó xem đi. Vâng ạ. Anh xem đi ạ. Khốn nạn. Tại sao cô dám lừa dối tôi ạ? Em có lừa gì anh đâu ạ? Cô vẫn còn cãi được à? Bằng chứng rõ ràng ràng thế này, cô hãy xem đi. Em xin lỗi. Thật ra là em bị anh ta ép nên là em mới làm như vậy thôi. Chứ trong lòng của em chỉ có mình anh thôi mà. Anh hiểu cho em đi. Cầm đi. Cô mau cút khỏi nhà tôi ngay. Từ nay trở về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh Phan Anh, em xin anh, em yêu anh thật lòng mà. Anh đừng bỏ rơi em được không? Cô có tin tôi sẽ trừng phạt cô và tên nhân tình khốn nạn của cô không? Em... Cô đi được rồi đấy. Xin lỗi em nhé, anh thấy mình ngu dốt quá. Không sao đâu anh ạ. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Anh cứ coi như đó là một phần gia vị của cuộc sống là được. Gia vị này đối với anh hơi cay đắng thì phải. Nhưng mà nếu như cuộc đời chỉ toàn sự ngọt bùi mà thiếu đi sự cay đắng thì chưa chắc đã hoàn hảo đâu anh ạ. Ừ, em nói cũng phải. Cảm ơn em nhé. Nếu như không có em thì anh không biết rằng bị bọn họ lừa đến bao giờ nữa. Có lẽ kiếp trước em nợ anh, cho nên kiếp này ông trời bắt em phải đứng phía sau để bảo vệ anh, để trả nợ cho anh đấy. Không, em đừng đứng ở phía sau. Đứng ở phía sau thiệt thòi lắm đấy. Em thử đứng lên phía trước xem sao. Ý của anh là... Nếu em đứng ở phía sau lưng anh thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em cả. Cho nên em hãy đứng lên phía trước của anh, để chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Em hiểu ý anh chứ?
Em ăn đi, ăn nhiều vào con mới khỏe được. Nhưng mà em ghê cổ lắm, em không ăn được đâu. Thôi, cố ăn đi, xong tí nữa lên phòng, anh xoa bóp chân tay cho vợ nhá. Vâng ạ. Cái thằng này, chị cứ tưởng mày không biết chăm vợ bầu cơ, hóa ra cũng khéo phết đấy chứ. Em là em trai chị mà. Anh ấy suốt ngày xem cách chăm vợ bầu ở trên mạng xã hội đấy chị ạ. Vậy là chị yên tâm rồi. Chị còn tưởng nó mải mê công việc rồi bỏ bê vợ con. Như thế á, chị phải cho nó một trận mới được. Chị hơi bị coi thường em rồi đấy. Em mà là người chồng số 2 nhá, không có một ai số 1 luôn. Phải không vợ? Vâng, anh thì kinh rồi. Đây, vợ thêm miếng này đi. Dạ vâng. Dạ, thưa công tử, con bất khả chiến bại này của Phan công tử đúng là đỉnh cao trong cái làng đá dế. Vừa mới xuất đầu lộ diện thôi mà đã kiếm được cả 100 lượng bạc rồi ạ. Điều đó lại còn phải bàn cãi à? Công tử nói chí phải ạ. Long, Long, mày có biết nàng ấy là con gái nhà ai không? Dạ, bẩm công tử, hai cô đó là chị em ruột, sống ở bên làng Cổ Lệ. Từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên hai chị em đã sống nương tựa vào nhau ạ. Thế nàng ấy có chồng chưa? À dạ, hai cô ấy hiện vẫn còn độc thân ạ. Kia không phải là công tử nhà họ Phan, tính tình ngang ngược, tàn ác, gặp người người ghét sao? Đúng rồi đấy chị ạ. Mà em còn nghe dân làng kháo nhau rằng vợ hiện tại của vị công tử này cũng bị ép hôn đấy. Hạng người này chị em mình không nên va chạm, tránh voi chẳng sống mặt nào, tốt nhất là đi đường khác cho nó lành em ạ. Vâng ạ. Sao họ lại đổi hướng đột ngột thế nhở? Hỏi ngu. Còn không phải do sợ danh tiếng thối nát của người làm vấy bẩn à? Dạ thưa công tử, tôi nghĩ là chị em họ đổi ý không ra chợ nữa. Chặn lại. Dạ. Tại mày điếc à? Hả? À vâng vâng vâng, tôi đi ngay ạ. Chị có sao không? Hay là chúng ta nghỉ một lát nhá? Không được, chúng ta phải đi ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp mất. Vâng ạ. Hai vị cô nương xin dừng bước. Công tử nhà tôi có đôi lời muốn nói với hai vị cô nương ạ. Dạ, không biết Phan công tử có điều gì dạy bảo chúng tôi ạ. Kìa, Phan công tử. Kìa Phan công tử, xin công tử hãy khai ân độ lượng ạ. Ngẩng đầu lên. Ta bảo nàng ngẩng đầu lên. Cũng xinh đẹp khả ái đấy. Đưa nàng về nhà cho ta. Phan công tử, em gái tôi còn nhỏ dại, xin Phan công tử tha cho nó ạ. Ngài muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cho ngài, tôi cũng cam tâm tình nguyện ạ. Cho cô ta 100 lượng bạc. Lần trước công tử cưới phu nhân tốn có 50 lượng bạc. Ta vừa bảo nhà ngươi thế nào, có cần phải nhắc lại không? Không, tôi không cần bạc, tôi chỉ cần em gái tôi thôi. Tôi tin cậu, tôi van cậu, hãy tha cho em gái tôi được không? Ta nạp nàng ấy về làm thiếp, chỉ cần nàng ấy ngoan ngoãn đi theo ta thì về sau không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Đi. Phan công tử, Phan công tử, gặp lại Phan công tử, gặp lại Phan công tử, xin người em buông tha cho em gái tôi vậy ạ. Trên đời này ta ghét nhất là những cái hạng người không biết điều như người đấy. Cú đá của công tử họ Phan không cướp đi sinh mạng của Tuyết,
nhưng lại khiến đầu nàng xuất hiện một cục máu đông chèn vào dây thần kinh thị giác, dẫn tới mù lòa. Hành động đó của Phan công tử chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến cho Tuyền sinh lòng thù hận, đã âm thầm lên kế hoạch dùng Thạch Tín hạ độc hắn ta vào đêm tân hôn. Quá hay. Thế mới là chuyện chứ. Đảm bảo khi cuốn truyện này của mình xuất bản sẽ là một sự kiện gây chấn động giới nhà văn. Mà chẳng ai có thể nghĩ được một doanh nhân như mình có thể viết được một cuốn tiểu thuyết hay như vậy. Dạ công tử. Dạ công tử có sao không ạ? Anh là ai? Mà đây là đâu? Phan công tử. Công tử đang đùa tôi phải không ạ? Tôi là gia nô của cậu đây. Phan công tử. Gia nô. Vâng. Đây là nhà của công tử ạ? Nhà tôi. Vâng. Thế là thế nào? Mọi thứ xung quanh đều giống với miêu tả của mình ở trong cuốn truyện. Không lẽ mình đã xuyên không vào sách và mắc kẹt trong chính cuốn truyện của mình à? Xuyên vào truyện? Mắc kẹt trong truyện à? Là thế nào ạ? Có phải vừa nãy công tử bị ngã ảnh hưởng đến đầu không ạ? Có thể hiểu như vậy cũng được. Để tôi gọi thầy lang tới thăm bệnh cho công tử nhá. Không cần. Giờ tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh đây. Vâng, công tử hỏi đi ạ. Phan công tử nhà các anh, tôi đã bắt cô Tuyền về chưa? Dạ rồi ạ. Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Sao lại trói cô ấy vào thế này? Dạ, là do cô ấy cự tuyệt, không chịu cưới công tử, nên chính miệng công tử đã ra lệnh cho tôi trói cô ấy vào đây mà. Cô ấy bị trói ở đây bao lâu rồi? 2 canh giờ. 2 ngày. Anh bị giết người à? Ô hay, có phải lần đầu tiên công tử làm thế đâu. Ơ, anh công tử định làm gì đây? Cứu người chứ làm gì? Công tử để tôi làm cho. Chứ bàn tay vàng ngọc của công tử làm sao mà động vào những cái thứ tầm thường thế này được. Này cô. Này cô. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không lấy cậu đâu. Tôi cũng có bắt cô phải lấy tôi đâu. Mau đi gọi thầy lang. Dạ công tử. Buông ta ra. Yên tâm, sau khi thầy lang đảm bảo cô không có vấn đề gì, tôi sẽ cho người đưa cô về nhà. Cậu lại có âm mưu gì đây? Tôi suy nghĩ thông rồi. Tôi không muốn làm người xấu nữa. Tôi muốn quay trở về để làm người tốt. Cậu đang kể chuyện cười đấy à? Muốn biết lời tôi nói có phải là sự thật hay không, ít ra cô cũng phải khỏe lại thì mới có thể kiểm chứng được. Ơ phu nhân, phu nhân đi đâu thế? Tôi đi về. Công tử lại nổi giận đuổi phu nhân đi sao? Không phải tôi đuổi cô ấy đi, mà là tôi muốn trả lại tự do cho cô ấy. Trả tự do nghĩa là sao ạ? Trước đây tôi đã cưỡng ép bắt Vân về làm vợ. Bây giờ tôi viết đơn ly hôn, trả lại tự do cho cô ấy. Công tử ơi, tôi ít học, ngu muội. Công tử cho tôi hỏi, đơn ly hôn là cái gì vậy ạ? Có phải là trò chơi mới ở trên huyện không ạ? Cứ hiểu nôm na, đó là giấy bỏ chồng. Hả? Sao lại giấy bỏ chồng ạ?
nếu mà cô bỏ thì công tử phải bỏ người ta, sao người ta lại bỏ công tử được à? Ở thời phong kiến, sinh ra mang thân phận phụ nữ đã là một sự thiệt thòi rồi. Tôi để cho cô ấy chủ động bỏ tôi. Tôi nhận tiếng xấu về mình, để người đời đỡ xăm soi, dị nghị cô ấy. Cái gì vậy? Tôi có đang mơ không vậy? Từ bao giờ mà Phan công tử nhà chúng ta lại biết nghĩa cho người khác vậy? Công tử có cho ta 100 lượng vàng, 200 lượng bạc và rất nhiều châu báu để làm lại cuộc đời nữa. Ngày trước, không biết lần tôi đã đánh đập và hành hạ anh. Đây là tiền, anh hãy cầm lấy đi bốc thuốc và trị thương. Công tử, sao công tử càng lúc càng cư xử kỳ lạ vậy? Nếu anh chê thì thôi vậy. Ấy, trên đời này có ai chê của bao giờ đâu ạ. Cô về đi, kẻo cha mẹ ở nhà mong ngóng. Đội ơn công tử. Ô công tử, thế công tử thả phu nhân đi thật ạ? Không lẽ những gì anh vừa nghe và nhìn thấy là giả à? Tôi vẫn không thể tin được chuyện này ạ. Chỉ cẩn thận thôi ạ. Đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao Phan công tử lại thay đổi đến như vậy. Chàng ta như biến thành con người hoàn toàn khác. Dạo gần đây chị cũng hay nghe dân làm bàn tán xôn xao về chuyện này. Chị có nghĩ là hắn ta đang đóng kịch để hòng che mắt mọi người không ạ? Nhưng hắn làm như vậy với mục đích gì? Ở cái làng này, hắn hô mưa được mưa, muốn gió được gió, cần gì phải lấy lòng ai? Chị nói cũng đúng. Đây cũng chính là điều em đang thắc mắc đấy. Rốt cuộc thời gian này hắn đang làm từ thiện với cả phóng sinh để làm gì nhở? Cũng có thể hắn đã được ai đó giác ngộ, biết trước kia mình làm nhiều điều ác, cho nên bây giờ ăn năn hối cải, hành thiện tích đức cũng nên. Đứa mất đất nào! Dạ Phan công tử ạ, tôi không cố ý mạo phạm công tử đâu ạ. Tôi tưởng là đứa gia nô nào trong nhà nó nghịch ngợm phá phách nên tôi mới lơ miệng đấy ạ. Tôi cũng có ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ hãi như vậy. Không ăn thịt, chỉ mấy lần suýt làm thịt tôi thôi. Tôi cũng đang muốn tìm cậu, có chuyện muốn hỏi đây. À dạ vâng, công tử hỏi đi ạ. Cậu có biết tình hình sức khỏe của Tuyết, chị gái của Tuyền thế nào không? Sau khi bị công tử đá dẫn tới bị mù thì sức khỏe của cô Tuyết ngày càng xuống dốc. Tôi phiền anh tìm thầy lang tốt nhất trong vùng về chữa bệnh cho cô ấy nhé. Thế tôi phải giải thích với nhà người ta thế nào à? Có sao nói vậy, tôi làm người ta bị thương thì phải chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả chứ còn sao nữa. Dạ vâng, tôi đi ngay ạ, thưa công tử. Ai như Phan công tử ấy nhở? Phan công tử, Phan công tử, xin cậu dừng bước ạ. Tôi sắp bị cô đè chết rồi đây này. À, xin lỗi công tử, là do tôi hậu đậu quá rồi ạ. Dù sao đó cũng là sự cố, không phải là do cô cố ý. Tôi không trách cô đâu. À, bẩn lắm, công tử đừng có đụng vào, để tôi tự làm ạ. Bẩn rửa là sạch, có vấn đề gì đâu. Sao vậy? Công tử khác quá. Theo thời gian, con người ai cũng khác mà. Có người xấu đi và sẽ có người tốt lên.
Dạ vâng, công tử nói đúng lắm á. Công tử dùng đi ạ. Cảm ơn cô. Vừa rồi cô tìm tôi có việc gì thế? Tôi muốn cảm ơn công tử vì đã mời thầy lang đến trước hỏi mắt cho chị tôi ạ. Đó là lỗi tôi gây ra, đương nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm rồi. Tôi muốn mang ít trứng đến để biếu công tử, ai ngờ hậu đạo lại làm vỡ mất rồi ạ. Tôi nhận tấm lòng của cô là được rồi. Để lần khác gà đẻ lứa mới tôi mang sang biếu công tử ạ. Trứng gà cô cứ để tầm bổ cho chị mình đi. Nếu cô thực sự muốn tặng quà cho tôi, chỉ bằng cô tặng tôi chiếc khăn này luôn được không? Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ mang chiếc khăn này về giặt sạch rồi gửi lại cô sau. Không phải là tôi không muốn tặng khăn cho công tử, mà con gái chỉ tặng khăn cho người mình thích thôi ạ. Sao mình là tác giả của tiểu thuyết mà mình không biết tục lệ này nhỉ? Lẽ nào mọi chuyện đang tự diễn biến theo một hướng khác? Nếu công tử thích chiếc khăn đó thì công tử cứ giữ đi ạ. Mình giữ chiếc khăn này có nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm với cô gái đó cả đời đúng không? Mình làm sao ấy nhở? Tự dưng muốn ở đây mãi mà không muốn trở về thực tại. Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch Phan Anh. Thư ký Vân đây à? Dạ vâng, em đây. Chủ tịch làm việc mệt quá hay sao mà đang ngủ thiếp luôn thế à? Em gọi mãi. Mình đã trở về thực tại rồi sao? Chủ tịch định về ạ? Thế nhưng mà chưa hết giờ ạ. Với lại em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Hôm nay em sẽ đưa ứng viên thay thế em làm thư ký trong thời gian em đi du học sắp tới ạ. Ừ, em cho cô ấy vào đi. Cô vào đi. Thư ký Phương Anh, hồ sơ dự thầu của công ty tôi, cô đã xem chưa ạ? Tôi xem rồi, nhưng mà rất tiếc không có gì ấn tượng cả. Tôi nghĩ anh nên từ bỏ ý định với dự án này đi. Thư ký Phương Anh, tôi biết là hồ sơ của công ty tôi còn nhiều thiếu sót, nên là tôi mới đích thân tìm tới cô đấy ạ. Chắc tôi không giúp được gì đâu, tôi chỉ là thư ký, chuyện quyết định cuối cùng vẫn là chủ tịch. Mà anh biết rồi đấy, chủ tịch Phan Anh xưa nay làm việc rất có nguyên tắc. Tôi không muốn anh ấy nghĩ không tốt về tôi. Tôi hiểu. Chỉ cần thư ký Phương Anh giúp tôi dự án này, tôi chắc chắn sẽ không quên ơn cô. Tôi sẽ cắt phần trăm cho cô. Cô thấy thế nào? Anh thật sự không hiểu tôi rồi. Lòng tin của chủ tịch Phan Anh đối với tôi còn quan trọng hơn cả tiền bạc cơ. Thư ký Phương Anh đúng là tận tâm với chủ tịch Phan Anh thật. Chỉ đáng tiếc là... Anh có ý gì? Chủ tịch Phan Anh đã có vợ. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ không thể nào hiểu được tấm lòng của cô. Tôi nói phải không? Anh không cần nói mấy lời đó để chia rẽ chúng tôi đâu. Ấy, cô bình tĩnh. Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ đang quan tâm đến tương lai và cuộc sống của cô thôi. Tôi nói đúng không? Cảm ơn Giám đốc Long đã quan tâm. Tôi biết mình nên làm gì. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, dự án này anh nên quên đi. Chào anh. Một con thư ký nhỏ nhoi mà dám chảnh chó với mình. Không được. Không có dự án này công ty mình nguy mất.
Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô à? Giám đốc Long. Thư ký Phương Anh, cô ta làm rồi à? Chẳng phải tôi nói với anh rồi sao? Công ty anh không có cơ hội với dự án đấy đâu. Tốt nhất là từ bỏ ý định đi cửa sau đi. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi tình cờ đi qua đây thôi. Tôi cũng chẳng có ý định gì cả. Anh nói thật à? Tôi có lý do gì để nói dối cô đâu. Thế thì tốt. Chào anh nhá. À khoan đã, tôi có chuyện này muốn hỏi cô chút. Có chuyện gì anh hỏi đi. Vợ của chủ tịch Phan Anh có phải tên là Tuyền không? Anh cũng giỏi thật đấy. Định tiếp cận chủ tịch bằng con đường này à? Nhưng mà tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi. Chủ tịch Phan Anh xưa nay không để tình cảm lấn át công việc đâu. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi thấy cô ấy giống một người bạn cũ của tôi nên tôi hỏi thôi. Cũng mong là vậy. Xin phép tôi đi trước. Anh còn tưởng em không đến chứ. Tại sao anh biết chỗ ở của tôi? Anh theo dõi tôi có mục đích gì? Em cứ ngồi xuống đi đã. Bình tĩnh rồi anh nói cho. Đừng có xúc động thế chứ. Có việc gì thì anh nói nhanh đi. Chẳng lẽ bây giờ đổi vận, làm phu nhân của chủ tịch rồi nên em xem thường anh à? Đấy, như này em phải tốt hơn không? Nói rõ mục đích của anh đi. Tôi còn bận nhiều việc lắm. Được rồi, nếu em nghĩ anh như vậy thì anh sẽ không lòng vòng nữa. Công ty của anh đang gặp khó khăn. Em nói giúp với chồng em nhường dự án khu đô thị phía tây thành phố cho anh. Chúng ta xem như chưa hề quen biết. Anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Từ xưa đến nay tôi không tham gia vào công việc của chồng tôi. Chuyện này anh nên quên đi thì hơn. Em cứ nói thế. Vợ chồng đầu ấp tay gối. Lẽ nào em nói mà chủ tịch Phan Anh lại không để ý, phải không? Cho dù là vậy, tôi cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi. Xin lỗi anh. Em có nghĩ là nếu như để cho người ngoài, và đặc biệt là cánh báo chí, biết được một thông tin, đó là vợ của chủ tịch tập đoàn ABA từng có quá khứ đen tối làm gái ngành, thì sẽ có kết cục thế nào không nhỉ? E rằng cổ phiếu sẽ tụt chóng mặt đấy. Nguyên nhân này có được xem là do em không nhỉ? Anh đã uy hiếp tôi đấy à? Anh chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật ấy thì nó lại khó che giấu. Chỉ có người biết sự thật như anh mà không nói ấy, thì mới không ai biết thôi, đúng không? Năm xưa tôi đã thấy anh không tử tế gì rồi. Thật không ngờ anh lại bị ổ như vậy. Còn em thì sao? Che giấu đi quá khứ của mình, yên ổn làm phu nhân chủ tịch, em cũng đâu tốt đẹp gì đâu. Em nghĩ cho kỹ đi. Công ty anh không phải nhỏ, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn ABA. Xong việc, chúng ta không hề quen biết. Em yên ổn làm phu nhân chủ tịch, còn anh thì yên ổn làm giám đốc của mình. Chả ai quên ai cả. Như vậy quá tốt hay sao? Anh nói thật chứ? Được rồi, chuyện này tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi không chắc chắn là sẽ giúp được anh đâu. Chỉ cần em giúp anh là được. Anh tin là em không làm anh thất vọng. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Mấy năm không gặp, trông càng ngày càng ngon.
Em. Anh. Anh về khi nào thế ạ? Anh mới về thôi. Mà hôm nay em làm sao đấy? Như người mất hồn vậy. Dạ không sao. Chẳng qua là em đang nghĩ đến vài chuyện đã qua thôi. Chuyện gì vậy? Có thể chia sẻ với anh không? Không có gì đâu. Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Được rồi. Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Chỉ cần em muốn chia sẻ, anh luôn sẵn sàng lắng nghe. Em cảm ơn anh. Hôm nay anh nhìn thấy em khác lắm. Em có chỗ nào không được khỏe à? Dạ không. Hôm nay em có gặp được một người quen cũ. Người ta nhờ em một việc, nhưng mà em đang cân nhắc. Hẳn là việc liên quan đến anh đúng không? Liên quan đến tập đoàn của anh thì đúng hơn. Là chuyện gì vậy? Anh có biết công ty BJ không? Em quen biết ai bên đó vậy? Là giám đốc Long ạ. À, anh hiểu rồi. Người ta chỉ nhờ em nói chuyện với anh về dự án gì đó, nhưng em chưa hoàn toàn nhận lời. Anh không cần phải làm khó bản thân đâu. Em yên tâm, anh tự biết cân nhắc mà. Em cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì chứ. Anh chỉ cảm thấy nếu chúng ta là vợ chồng thì chúng ta nên chia sẻ với nhau nhiều hơn. Anh luôn sẵn sàng bất cứ khi nào em muốn chia sẻ. Em hiểu rồi ạ. Thôi, anh đi tắm đây. Cũng muộn rồi đấy. Em lên nghỉ ngơi đi. Cô bị sao vậy? Chủ tịch, anh thật sự sẽ nhường dự án này cho công ty PJ thật sao? Công ty này có tài năng, xem như cho họ một cơ hội vậy. Nhưng mà... Tôi quyết định rồi, cô cứ làm như vậy đi. Dạ, em hiểu rồi. À, còn nữa, nếu như cô cảm thấy đội ngũ kỹ thuật PJ còn kém, cô sang hỗ trợ giúp tôi một chút nhé. Chủ tịch, nói thật ạ? Phải, có vấn đề gì sao? Dạ không ạ, em hiểu rồi. Em sẽ tận sức hỗ trợ, anh yên tâm ạ. Ừ, cảm ơn cô nhé. Tất cả trông cậy vào cô đấy. Giờ về làm việc đi. Vâng, em xin phép. Giám đốc Long giỏi thật đấy. Không hiểu bằng cách gì anh khiến chủ tịch chúng tôi nhường lại dự án cho anh nhỉ? Tôi đã nhờ thư ký Phương Anh, nhưng cô nhất quyết từ chối. Tôi đành phải đi nhờ người khác thôi. Tôi cũng không ngờ là kết quả lại thành công như vậy. Anh cũng đừng có đắc ý sớm. Với tiềm lực của công ty anh, thực hiện dự án này không dễ đâu. Hôm nay thư ký Phương Anh hẹn tôi đến đây, chắc không chỉ để chê bai công ty tôi chứ. Tôi đang rất tò mò, không hiểu anh có chỗ dựa nào mà lại tự tin đến vậy. Thiên cơ bất khả lộ. Vậy để tôi đoán nhá, chỗ dựa của anh là phu nhân chủ tịch đúng không? Anh không cần phải nhìn tôi bằng con mắt đó. Tôi đến đây không phải để bóc trần anh đâu. Cô muốn gì? Cô nói luôn đi. Tôi muốn anh hạ bớt tầm mắt xuống. Tôi sang đây theo lời chủ tịch, hỗ trợ công ty anh về mảng chuyên môn kỹ thuật, chứ không phải sang đây để gây khó dễ cho anh đâu. Cô nói thật sao? Thật sự là hiểu nhầm. Từ giờ rất mong thư ký Phương Anh chiều cố cho. Tôi vô cùng biết ơn ạ. Được, tôi cũng mong hợp tác vui vẻ. Cảm ơn chị. Tôi xin phép đi trước. Chào chị ạ. Anh hứa với tôi thế nào? Tại sao lại không chịu giữ lời? Em cứ bình tĩnh. Anh chỉ muốn gặp em để cảm ơn thôi, chứ có cái gì đâu. Vậy thì không cần đâu. Chỉ cần từ nay về sau anh để tôi yên ổn là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi. Em cứ nói thế. Dù gì ngày xưa thì anh cũng là khách hàng quen thuộc của em mà. Vô tình với anh đấy. Anh Long, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Anh đừng có hỏi ra là nhắc lại nữa được không? Được rồi, bình tĩnh lại, uống hết cốc nước đi. Được, chỉ duy nhất lần này thôi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa đâu.
Được rồi, được rồi. Chuyện đấy để từ từ nói sau nhá. Anh làm cái gì đấy? Có gì đâu. Anh chỉ muốn chúng ta ôn chút kỷ niệm cũ thôi mà. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Ơ kìa, em đứng lên như thế người ta để ý sẽ không hay đâu. Anh là giám đốc một công ty lớn, tại sao lại nói không giữ lời như vậy? Là tại em ấy. Trông em càng ngày càng xinh, càng quý phái, anh nhìn không chịu nổi. Anh ăn nói cho tử tế vào. Được rồi, em ngồi đi. Chúng ta không còn gì để nói cả. Tôi xin phép. Biết ngay quan hệ của hai người này không đơn giản mà. Cứ đợi đấy, xem anh tự đắc được bao lâu nữa. Em có chạy bằng trời thì cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Chủ tịch. Cô làm gì ở đây? Sao không sang công ty BJ xem họ cần hỗ trợ gì không? Em vừa ở bên đấy về đây ạ. Vậy à? Chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện riêng được không ạ? Ok, có gì nói nhanh nhá. Tôi phải về ăn cơm với vợ. Dạ, mời chủ tịch ạ. Anh làm gì ở đây? Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Bây giờ là giờ hành chính, anh nghĩ sẽ không ai thấy đâu. Giờ nào thì cũng thế thôi. Tôi không phải loại con gái tùy tiện, tránh ra cho tôi còn đi chợ. Ấy, em cứ bình tĩnh xem nào. Em cứ coi anh như là trước đây ý, là khách hàng quen của em cơ mà, có sao đâu. Anh bệnh hoạn vừa thôi, tôi kêu lên đấy. Em làm sao thế? Việc gì phải kêu? Kêu lên người ta biết, có bên nào đẹp mặt đâu. Anh Long, anh là giám đốc công ty BJ cơ mà. Quanh anh thì thiếu gì gái đâu. Tại sao anh lại mất liêm sỉ như thế? Em không thể nào hiểu được. Em quyến rũ thế nào đâu. Anh không thể nào quên được em. Tôi là người đã có gia đình rồi đấy. Vậy thì sao? Em không nói, anh không nói thì ai biết? Vậy sao? Dạ chủ tịch. Sao anh lại ở đây? Em có sao không? Nếu như tôi không có mặt ở đây, không biết giám đốc Long sẽ làm gì vợ tôi nhỉ? Tôi có làm gì đâu. Anh đừng hiểu nhầm. Nếu đã gặp anh ở đây, tiện thể tôi nói cho anh biết luôn, quá khứ của vợ tôi như thế nào. Tôi là người hiểu rõ hơn anh. Tôi hy vọng rằng từ nay về sau, anh nên tiết chế bản thân lại. Đừng làm phiền đến cô ấy nữa. Nếu không, hậu quả anh sẽ phải tự gánh đấy. Dạ chủ tịch Văn Anh. Anh nói thật ạ? Anh có biết tại sao tôi nhường dự án đấy lại cho anh không? Đó là tôi nghĩ đến vợ mình. Tôi muốn cô ấy hiểu rằng, đối với tôi, cô ấy quan trọng hơn tất cả. Còn nếu như anh không biết đâu là giới hạn và luôn làm phiền đến cô ấy, thì tôi nghĩ dự án này anh cũng không cần nữa đâu nhỉ. Và từ nay về sau trong giới xây dựng hay là bất động sản, tôi sẽ không để yên cho công ty BJ đâu. Dạ chủ tịch Phan Anh. Anh bình tĩnh ạ. Anh bình tĩnh ạ. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Đối đầu với tôi không phải là lựa chọn hay đâu. Từ nay về sau anh nên an phận thì hơn. Dạ vâng ạ. Tôi hiểu rồi ạ. Dạ tôi xin phép. Em không sao thật chứ? Anh... Hóa ra là anh biết hết tất cả rồi ạ. Em nghĩ xem, anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chẳng nhẽ lý lịch của vợ mình anh lại không nắm rõ. Vậy tại sao anh lại cưới em? Em thấy mình không xứng đáng với anh đâu. Anh yêu em của hiện tại, chứ không phải vì quá khứ. Anh cũng mong em luôn như vậy, luôn vì tương lai, sống vì cho ngày hôm nay. Cái gì không vui thì nên gạt qua một bên em ạ. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Khi tình yêu đủ lớn thì người ta sẽ không quan tâm những gì về quá khứ đâu. Anh hy vọng rằng từ nay về sau chúng ta không có khoảng cách, không có gì bí mật với nhau nữa. Như vậy là anh vui rồi. Em hiểu rồi. Nhưng mà... Không như nghĩ gì cả. Em cũng biết anh yêu em nhiều như thế nào rồi đấy.
Nếu như em vẫn còn lăn tăn về việc giấu anh ấy, thì từ bây giờ yêu anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn và mãi mãi ở bên anh, như vậy là bù đắp cho anh rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa mình vào nhà, lát anh đưa em đi ăn nhé.